Công an xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình vừa bắt quả tang một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu. Sự việc xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 12. Trong lúc tuần tra, lực lượng công an xã Vĩnh Hậu phát hiện 3 đối tượng là 5 thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản của người khác tại ấp Vĩnh Mẫu. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng gồm Sơn Tường Duy, sinh năm 2003, cư ngụ ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình; Lê Minh Đương, sinh năm 2004, cư ngụ ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình; Lý Văn Luân, sinh năm 2007, cư ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, khai nhận đang thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản của nhà ông Cường, gồm một máy đục xi măng, một máy bơm di động và một motor nước chuẩn bị đem đi tiêu thụ, trị giá hơn 16 triệu đồng. Tiếp tục khai thác, 3 đối tượng đã khai nhận trước đó đã thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản với các loại như một máy bơm chìm, một motor, một máy Honda, một khung sườn xe máy, một kìm cộng lực và 12 kiếp sắt công trình. Tổng trị giá tài sản gần 20 triệu đồng. Nhưng các loại tài sản này được 3 đối tượng đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện vụ việc đang được công an xã Vĩnh Hậu chuyển về công an huyện Hòa Bình để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.